nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, thật đau buồn khi hay tin một linh mục cựu giám đốc học viện Ngôi Lời vừa về với Chúa. Cha Doan Lưu Mai Khiên, người từng làm việc nhiều năm trong vai trò đào tạo tại tỉnh dòng Ngôi Lời Việt Nam, sau đó trở về tỉnh dòng Chicago với vai trò giám học Đại chủng viện Ngôi Lời, rồi làm cha xứ. Ngài mới qua đời đột ngột lúc 9 giờ 26 phút ngày 26 tháng 5 năm 2022 tại giáo xứ Chúa Phục Sinh San Luis, Hoa Kỳ, hưởng thọ 64 tuổi. Ngài là một linh mục dễ mến, gần gũi với anh em trong dòng và mọi người. Cha Doan Lưu Mai Khiên thuộc dòng Ngôi Lời SVD đã từng là tuyên úy của Cộng đồng Công giáo Việt Nam, Tổng giáo phận Sydney vào năm 1995, đặc trách về thanh niên công giáo và phong trào thiếu nhi thánh thể. Cha Lưu Mai Khiên từng được nhà dòng cho về Việt Nam một thời gian để phát triển ơn kêu gọi cho nhà dòng, và cha đảm nhận chức bề trên dòng Ngôi Lời ở Nha Trang. Sau đó, cha trở lại Mỹ và được cử làm chánh xứ nhà thờ St. Louis tại tiểu bang Missouri. Trong niềm tín thác vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh, xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho linh hồn cha Doan Lưu Mai Khiên, cựu giám đốc Học viện Ngôi Lời. Giáo xứ Chúa Phục Sinh St. Louis cũng đưa tin. Giáo xứ Chúa Phục Sinh đau buồn báo tin, cha chánh xứ Doan Lưu Mai Khiên đã được Chúa gọi về sáng nay vào ngày 26 tháng 5 năm 2022. Xin cộng đoàn giáo xứ hiệp thông trong lời cầu nguyện cho linh hồn cha xứ. Tối nay, ngày 26 tháng 5 năm 2022, vào lúc 8 giờ sẽ có thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn cha Doan tại thánh đường giáo xứ Chúa Phục Sinh. Xin quý cộng đoàn cùng đến để dâng thánh lễ cầu nguyện cho cha. Thành kính phân ưu, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cha cố Doan được nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.